Ok, vâng, xin chào tất cả các anh chị em trong Facebook Live hôm nay. Chờ vâng 1 phút để vâng coi coi everything ok. Ok, good. 1 phút để vâng share cái link này qua mấy cái trang của vâng. Ok, hôm nay lần đầu tiên mình đem cái đề tài hơi bên Phật pháp chút xíu đi ra ngoài. Ok. Sơ coi mấy anh chị có nghe Vân rõ không ta? Hello Thúy ơi, Thúy có nghe chị rõ không? Anh chị nào nghe Vân rõ bấm giùm Vân ha. Cho con biết nha. Ok. Rồi, hôm nay Vân sẽ nói đề tài về hạnh phúc đến từ đâu mấy anh chị. Vân có một cái trang Phật Pháp, chuyên về Phật Pháp, thì Vân hay nói những cái chia sẻ của Vân cho những bạn. Thế nghe rõ hả Thế? Cho những anh chị mà bên Đạo Phật. Nhưng mà hôm nay thì cái đề tài này nó cũng hơi hơi nghiêng về ở ngoài chút xíu, cho nên mình đem ra ngoài. Để mình thử coi nó như thế nào ha, cái số lượng anh chị xem nó là bao nhiêu. Ok, rồi Vân sẽ bắt đầu cái kho ha. Thì bây giờ á, cái câu hỏi của Vân đến với mấy anh chị đó là hạnh phúc đến từ đâu? Mấy anh chị, mình nghĩ theo như mấy anh chị vậy, hạnh phúc đến từ đâu và định nghĩa của hạnh phúc là gì mấy anh chị? Ha, cái này nó hơi khó trả lời đúng không? Có rất nhiều bạn nhắn cho Vân nói là khổ quá, tại ông chồng rồi tại mấy đứa con rồi nợ nần quá, làm ăn lỗ lã, nói chung là rất là nhiều cái để cho mình khổ và không có tìm được cái sự an lạc hạnh phúc trong đời này mấy chị. Và Vân nghe Vân rất là đau lòng mấy chị, tại vì bản thân của mình không có tìm được cái sự an lạc thì làm sao mình về về cực lạc được đúng không? Mình sống trong cái đời này mà mình gặp phiền não, mình gặp khổ sở, mình gặp đủ thứ chuyện rắc rối hết. Cái tâm mình bất an, cái tâm mình không có trụ được lại một chỗ và không có an, thì làm sao mình tìm đến cảnh giới an lành trong cái đời sắp tới của mình được? Mấy chị đồng ý với Vân không? Cho nên là câu hỏi của Vân đó là mấy anh chị nghĩ hạnh phúc làm bằng cách nào? Bằng cách nào mình có thể đạt được cái hạnh phúc của mình? Các ai biết không? Ok, mấy anh chị có nghĩ là những người giàu có hạnh phúc không? Những người mà có tiền, những người mà có biệt thự, những người mà sống trong một cái cảnh là nhung lụa, nhà cao cửa rộng, mấy chị nghĩ họ có hạnh phúc không? Và mấy chị nghĩ những người mà nghèo, họ có hạnh phúc hay không? Thật sự ra đó mấy chị, hạnh phúc là do mỗi con người chúng ta tự tạo chứ không phải là ai mang đến cho mình đâu. Mặc dù mình nói là cái nghiệp của mình nó là như vậy, cái nghiệp của mình là tại vì sao? Tại vì mình thôi, tiền kiếp mình đã tạo đúng không? Mình đã tạo cái nghiệp của mình đó là tại vì cái nghiệp của mình, tại vì mình đã gieo cái nhân xấu cho nên cái kiếp này mình gặt cái quả không có được lành lắm. Thì cái đó là tự mình làm á chị, tự mình làm tự mình chịu. Cho nên bây giờ đó bằng cách nào mình có thể sống hạnh phúc hơn, như là mình đã biết là những cái gì đã qua rồi thì mình không có thể nào mà mình nhìn lại và mình nói là ước gì tôi có thể trở lại cái thời đó để tôi có thể làm tốt hơn, mình không có thể nào nói được vậy mấy chị. Nhưng mà cái câu mình nói được á là mình nói là bằng cách nào tôi có thể làm tốt hơn ngày hôm qua và bây giờ tôi sống làm sao cho thật là tốt để cho tôi có cuộc sống an lạc và hạnh phúc trong đời này. Đó là cái mình đặt câu hỏi và cái mình nên làm đúng không? Thì và cái một cái nữa đó là mấy anh chị nên 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 để ý cái này, nếu như còn một ngày để sống thì mình sống như thế nào? Nếu như mà lỡ như mình có chuyện mình ra đi đó, thì mình muốn người ta viết gì trong trong bia đá của mình? Cái ngày mà mình nằm xuống á, mình muốn cho mọi người đứng lên phát biểu cái cảm nghĩ như thế nào về mình. Ok, thì tất cả những cái suy nghĩ đó nó bắt đầu phát xuất từ hiện bây giờ mấy chị, từ cái sự an lạc hiện bây giờ của mình,
chứ không phải là đợi tới khi đó mình mới tìm được cái mình mới mới mình muốn là khi mình sống làm sao, mình sống như thế nào để khi mình ra đi đó người ta rơi lệ vì thương tiếc mấy chị, chứ không phải là gì người ta vỗ tay cười chết đau chết phức cho rồi, thì nó hơi uổng lắm một kiếp người mấy chị. Một kiếp người của mình á là mình muốn như thế nào, có phải mình muốn là ai trong chúng ta cũng muốn một cái cuộc sống hạnh phúc không, một cái cuộc sống an vui tự tại, một cái cuộc sống mà lúc nào cũng thấy được cái nụ cười trên môi chứ không phải là thấy được nước mắt cứ rơi hoài đâu, đúng không? Mà đa số là những anh chị nhắn Vân là đa số anh chị đang gặp khổ và cứ hỏi Vân là bây giờ bằng cách nào mà có thể giúp giải được cái nỗi khổ đó. Thật ra Vân không phải là Phật, Vân không phải là Bồ Tát, Vân không có thể giúp anh chị, mà thật sự Phật với Bồ Tát mà có thể tới đó cũng không có, cũng không thể giúp anh chị được. Ok, cũng không có thể giúp mình được mấy anh chị. Thật ra cái hạnh phúc tương lai của mình là tự tạo, mình là cái người tự tạo, mình là kiến trúc sư vẽ cuộc đời của mình. Nếu như mình không vẽ cuộc đời của mình thì người khác sẽ mướn mình để vẽ cuộc đời cho họ, để làm, để tạo cuộc đời hạnh phúc cho họ mấy chị. Thì bây giờ hỏi các câu hỏi nè, anh chị có muốn người khác mướn mình để xây dựng cuộc đời cho họ không, để cho họ có cuộc sống hạnh phúc không, hay là mình là kiến trúc sư tự vẽ cuộc đời cho mình muốn cuộc đời của mình design như thế nào đó, nó là như thế nào đó, hạnh phúc như thế nào đó, thì mình là cái người tự vẽ, tự sáng lập cuộc đời cho mình muốn chọn cái nào. Ok, sợ Vân biết chắc là ai trong chúng ta cũng muốn chọn cho mình có cuộc sống sung túc, cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống tự do, đúng không? Cuộc sống an lạc trong cuộc đời này, đúng không? Vậy thì cái câu hỏi của Vân dành cho các bạn đó là tất cả cái gì mình muốn đó là mình phải phải chấp nhận trả một cái giá rất là khó chịu để đạt được những cái gì mình muốn, thì mấy anh chị có sẵn sàng trả cái giá đó để cho đạt được những cái mình muốn hay không? Có một số người vui lắm, nói là dạ em muốn chị, em muốn có cuộc sống tự do, em muốn có thời gian cho con em muốn, em muốn, em muốn, em muốn rất là nhiều. Nhưng mà giờ hỏi ngược lại cái câu là nếu bạn thật sự muốn như vậy, cái sự hy sinh của bạn là như vậy nè, để đạt được những cái mình muốn thì mình phải bỏ những cái, mình phải hy sinh một cái gì đó để đạt được những cái khác to lớn hơn, đúng không? Không dám làm, không dám làm, cho nên khi đó thì mình mới nói ô như vậy thì cuộc đời của bạn, bạn muốn thôi, ước mơ vẫn là ước mơ. Nếu như mình không có thật sự mình nghiêm túc, mình kêu là mình phải, mình có ước mơ và mình phải hành theo ước mơ của mình nỗ lực để phấn đấu cho ước mơ của mình thì mình mới đạt được ước mơ của mình, đúng không? Chứ đâu có thể nào nói là ô tôi muốn hạnh phúc nhưng mà chồng tôi mà nói tôi câu nào là tôi sáng câu đó, có nghĩa là nóng quá chịu không nổi. Thật ra mấy anh chị mình nhịn một bước á thì mình lời cả cân luôn, mấy anh chị mình nhịn có 100 gram là mình lời cả cân luôn, thì tại sao không nhịn, đúng không? Bây giờ nói về cuộc sống hạnh phúc nè, trong gia đình nè mấy anh chị, đặc biệt là người nữ nha. Vâng thì nói người nữ trước. Tại sao? Là tại vì chị em phụ nữ mình cũng hơi ngang lắm. Bản thân Vân cũng vậy, cho nên là mình trước đây mình cũng rất là ngang mấy chị, coi như là ai mà nói tới mình đó thì mình không có nha là mình cãi tới bến luôn, sanh tử lửa nổi gân cổ luôn. Và nếu như mà hôm nay á, mà tôi cãi chưa có được là ngày mai tối nay tôi nghỉ ngủ luôn, tôi sẽ suy nghĩ ngày mai làm sao cho tôi nói cho anh nghe, làm sao cho tôi phải là đúng mấy chị. Đó là Vân trước đây nha, coi như là mình không có muốn thua ai hết mấy anh chị, thật là như vậy. Và mình phải là cái người mà lớn tiếng nhất, cho nên khi khi mà mình học Phật á, khi mà mình biết được đó là một câu nhịn chín câu lành, nếu mà mình nhịn chút xíu mà mình có thể mang được cái hạnh phúc cho gia đình của mình thì why not, tại sao không 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 có nhịn chút đi, đúng không? Đàn ông á, thì thường nóng hơn mình, nhưng mà nóng mà thành ra mình nóng nữa đó là cái nhà nó sẽ cháy nóc luôn, nó sẽ cháy luôn, thì tại sao mình không nhịn chút xíu? Và khi mình nhịn thì mình không nói nữa thì ông xã mình sẽ không không nói nữa, tại vì mình đâu có nói nữa đâu, đúng không? Vẫn nhớ có một cặp vợ chồng đó vui lắm, coi như là
khi mà ông xã Vân tới can á, thì thấy là bà thì gọi cho ông xã Vân nói là hai vợ chồng đang đang kiểu mà đánh lộn gì đó, gây lộn và đánh lộn. Mà khi mà ông xã tới á, thì thấy thấy ổng á, ổng nóng nha, ổng cầm cây dao ổng bổ, ổng ổng muốn chém bả gì đó, mà bà thì đi ở trước, bà thì chạy, cố gắng chạy, mà chạy mà vẫn cái miệng vẫn nói, mấy anh chị vẫn chửi lắp dắp dắp dắp, coi như là chọc ông chồng phải nóng lên phải giết bả vậy đó. Thì ông chồng ổng lấy cái dao á, ổng đâu đâu có thể mà đánh bả, mà ổng chém cái cửa, chém cái nhà ra đanh chành hết luôn. Có nghĩa là mấy anh chị mình nhịn chút xíu đi, người phụ nữ mình cứ cứ chọc cho người nam giận không à, mà khi mà họ giận lên một cái đó là nhà cũng bay cái nóc luôn đó. Cho nên cái sự mà giữ hạnh phúc cho nhau đó, trong gia đình hoặc là ở ngoài xã hội đó, thì mình nhường nhịn nhau để mà sống á chị. Người nhịn một bước đi, Vân bảo đảm không có chết đâu, bảo đảm mình còn hạnh phúc hơn nữa. Mình nhịn đi, mình ráng làm sao cho mình đừng có nghĩ là mình thua người ta, không có thua đâu. Khi mình nhịn như vậy đó là mình đang khôn đó mấy anh chị, mình đang rất là khôn khi mà mình nhịn như vậy. Mặc dù mình khó chịu cực kỳ lắm luôn á, khi mà người ta nói mình ngoan hay là nói mình làm cái gì đó mà mình không có làm, mình bực lắm chứ. Nhưng mà nhịn đi, cười chút xíu đi, tại vì có thể là lúc đó họ nóng, họ sân lên hay cái gì đó không biết. Nhưng mà khi nóng mà gặp mình đổ dầu vô nữa, mình nóng một cái là nó phật lên luôn, là coi như là nguy hiểm cực kỳ luôn. Ok, sau cái quan trọng thứ nhì nữa đó là mình phải bỏ, cố gắng bỏ cái tôi của mình xuống. Tại vì Vân biết á, ai trong chúng ta cũng có cái tôi, tự mình có cái tôi rất là cao, bản thân Vân cũng vậy, có cái tôi cao lắm mấy anh chị. Không có muốn nhường nhịn ai, không muốn là mình nói một câu nào là phải người ta nghe và mình phải hơn người ta. Nói chung là ai cũng có một cái tôi trong người của mình hết. Ví dụ như Vân nấu một cái bữa cơm mà ai chê 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 là ngày mai Vân khỏi nấu luôn á mấy anh chị. Nói chung là mình nóng nha, mình rất là nóng, cho nên là mình nói ok vậy thì khỏi nấu, ngày mai khỏi ăn, không có chấp nhận nghe cái lời góp ý của người khác mấy chị. Cái tôi mình cao lắm, cho nên mình cố gắng mình học bỏ cái tôi của mình xuống ha. Và mình học, cố gắng học hỏi những cái gì mới mỗi ngày, học chấp nhận sự thật mấy chị. Có nhiều khi á, sự thật nó rất là phũ phàng, sự thật nó làm cho mình tổn thương, sự thật nó làm cho mình khó chịu cực kỳ luôn. Nhưng nếu như mình không chấp nhận sự thật, để rồi mình tha thứ cái sự thật đó, để rồi mình phấn đấu lên làm một cái người mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, thì tương lai mình sẽ ra sao nếu mình không làm vậy? Ok, Vân nói một cái thí dụ nha. Ví dụ như bây giờ mấy bạn biết ông xã mấy bạn có mèo mỡ ở ngoài đi, hay là nghi ngờ cái gì đó, đúng không? Thì ok, nói thí dụ là một ông xã mình có bạn bồ ở ngoài đi, thí dụ đi ha. Bây giờ ông xã mình cải tà quy chánh là không không còn mèo mỡ nữa, mà đi về lại về lo cho vợ cho con một cách rất là đàng hoàng, thì mình nên học chấp nhận mấy anh chị. Và khó lắm nha, Vân nói không phải là dễ đâu nha, rất là khó. Và ai cũng có thể làm cái sai của mình hết, ai cũng có những cái sai, tại mình là con người mà, mình đâu có phải là thánh thần hay là Phật đâu mà mình đúng với chị, hay là perfectly hoàn hảo đâu. Cho nên là mình nên học khoan dung tha thứ, những cái gì qua rồi thì cho nó qua, còn những cái gì mà tương lai nó sáng lạn thì mình sẽ bắt đầu từ bây giờ, thì mình sẽ xây dựng cho mình một cái hạnh phúc trong tương lai. Cho nên không có phải vì một cái nhỏ nhỏ xíu đó, một cái câu nói của ai đó là mình tự ái, mình cứ nuôi hoài trong lòng, hoặc là một cái gì đó người ta làm mà người ta chỉ vô tình người ta làm thôi mà tổn thương mình, cái mình ôm đó hoài mấy chị. Mình cứ ôm đó hoài, mình cứ hận hoài, mình cứ đau hoài, thì ai biết có phải là mình làm tổn thương mình không? Người khác người ta đâu có biết đâu, người khác người ta vẫn ung dung tự tại, người ta vẫn cười nói vui vẻ, còn mình á, một câu nói vô tình của người ta mình cứ ôm hoài. Ok, chấp nhận sự thật để rồi mình còn move on mấy chị, còn còn bước tới cái tới thì mình sẽ không có tổn thương, không có đau. Và cái một cái nữa đó là mình học những cái gì người khác góp ý để rồi mình có thể sửa, mình có thể chỉnh sửa lại. Thí dụ như bây giờ Vân nói đó, Vân nấu một bữa cơm rất là dở,
thì những người trong gia đình ăn mà người ta thấy thấy người ta thấy nó mặn quá hay là như thế nào đó, người ta góp ý cho Vân. Nếu như Vân giận á thì Vân sẽ là cái người mang cái giận đó trong người của mình hoài, thì nó sẽ ra sao mấy chị? Có phải làm cho gia đình rất là khó chịu, thứ nhất. Thứ nhì nó làm cho mình những cái tế bào ung thư nó sẽ phát tán rất là dễ dàng mấy chị. Tại vì cái cơn sân giận của mình đó là nó sẽ giết chết bao nhiêu triệu cái tế bào trong người của mình mấy chị, đó là độc tố không đó. Cho nên khi mình giận lên như vậy đó là cái người của mình nó đầy hết độc tố trong người hết, thì nó sẽ gây tế bào ung thư nó rất là dễ dàng. Cho nên là thứ nhất là nó tổn thương cho mình, thứ gì nó ảnh hưởng đến người khác, mà đặc biệt là gây cái tổn thương cho mình là nhiều nhất luôn. Cho nên nên học những cái gì người ta góp ý và sửa lại và cảm ơn sửa lại, tại vì mình đâu phải hoàn hảo đâu. Cho nên next time em bể ít muối hơn chút xíu, hoặc là cái gì đó để cho ngày mai nó có thể tốt hơn hôm nay, đúng không? Còn về những bạn nam á, thì giống như Vân thấy trong cái cuộc sống này đó, Vân thấy theo nói về triết lý nhà Phật á, thì người nam, giữa người nam với người nữ, người nam á, thì có nhiều phước hơn người nữ. Có nghĩa là sanh ra được thân nam á, là mấy mấy bạn nam này đã có đại phước duyên rồi, còn mấy bạn nữ á, là nó khổ hơn rất là nhiều mấy chị. Nhìn vào một cái khía cạnh đi ha, mỗi tháng nè là mấy chị em phụ nữ mình là bị nghiệp hành đúng không, rất là đau đớn, rất là mệt mỏi, rất là khó chịu đúng không? Cái đó là một khía cạnh đau khổ rồi nè, rồi sanh đẻ nè, sanh con đẻ cái nó đau cực kỳ lắm mấy anh chị, mấy anh ơi, mấy anh không có hiểu mấy cái này đâu. Cho nên là mấy chị em gái phụ nữ của mình á là cái nghiệp nó nặng lắm, nó nặng hơn là mấy anh thanh niên. Cho nên lúc nào mình cũng lúc nào mình cũng chịu đựng nhiều hơn, cái sức chịu đựng mình nó mạnh mẽ hơn mấy anh, và mấy anh cũng phải thông cảm cho mấy chị. Và giống như nói về mà với gia đình á, là mấy chị cũng phải gánh cái phần trách nhiệm rất là nặng nề với gia đình. Hồi xưa đó thì mấy chị ở nhà coi con, chăm sóc gia đình, chăm sóc con, nấu ăn này kia cho chồng đúng không? Còn bây giờ là mấy chị còn gánh một cái phần nặng hơn nữa là mấy chị phải đi ra ngoài kiếm tiền nè, rồi lớp nào phải dạy dỗ con cái, phải phải lo cho việc nhà nữa. Cho nên là mấy anh đó, nếu mình có muốn có một cái cuộc sống mà hạnh phúc hơn đó, thì mấy anh cũng có thể giúp được vợ dọn dẹp nhà cửa, hoặc chăm sóc con, hoặc là nấu ăn. Đặc biệt là Vân thấy mấy anh ở Mỹ thì rất là tuyệt vời, là mấy anh nấu ăn nè, mấy anh cũng làm rất là nhiều chuyện để giúp vợ. Đó là một cái điều mà mình có thể giúp cho hạnh phúc gia đình của mình ngày một vui vẻ hơn là như vậy mấy anh chị. Thì đó là cái mà Vân thấy. Và hạnh phúc hay không á là giống như Vân hay nói đó, là do mình tự tạo. Ok, nếu như mà mình rất là đau khổ trong kiếp này đó, có nghĩa là mấy bạn cũng biết là cái duyên tiền kiếp của mình, cái nhân tiền kiếp của mình bây giờ gặp duyên thì nó đang trổ quả đúng không, nó trổ quả. Thì bây giờ mình đã hiểu đạo Phật nè, mình đã biết được luật nhân quả nè, thì bây giờ bắt đầu từ đây mình sẽ ngưng không có làm những cái điều bất thiện nữa, mình sẽ gieo trồng những cái hạt giống lành, những cái hạt giống hạnh phúc. Mấy anh chị muốn cuộc đời của mình như thế nào thì mấy anh chị gieo những cái nhân đó hiện bây giờ trong kiếp này. Thì khi mình gieo được cái nhân lành như vậy đó thì mình chắc chắn á, mình sẽ trong đời này, ngay hiện tại đời này liền, mình sẽ gặt được cái quả lành, quả ngọt, quả ngon liền, ngay lập tức liền trong cái đời này mấy anh chị, không phải đợi tới đời sau đâu. Cho nên là khi mình biết được đạo rồi đó thì mình ngưng cái nghiệp của mình, cái nghiệp sát sanh, cái nghiệp tham lam, sân si, hỷ nộ ái ố, cái nghiệp bất lành ha, thì mình sẽ ngưng ngay tức khắc liền, để cho mình có được những cái hạt giống lành trong cái tương lai của mình trong đời này và còn đời sau nữa mấy anh chị, chứ không phải là chết là hết. Đó là rất là quan trọng. Thì hôm nay Vân chỉ chia sẻ cho mấy anh chị vài lời hạnh phúc đến từ đâu. Có rất là nhiều anh chị nhắn cho Vân là khổ khổ khổ, thì thật ra cái khổ của mình là do nhân tiền kiếp như Vân đã nói, và bây giờ mình đang gặt quả
Nhưng mà cái gặt quả này không phải nghĩa là mình không thể chuyển nghiệp được mấy anh chị. Mình có thể chuyển được cái nghiệp mình để mình có thể sống hạnh phúc hơn bằng cách sám hối nè, công phu mỗi ngày nè, và hơn thế nữa là mình tạo dựng cho mình hiện bây giờ, ngay tức khắc thời bây giờ đó, là tạo cho mình một cái những cái quả, những cái nhân, trồng những cái nhân tốt đẹp hơn. Thì chắc chắn là trong tương lai tới mình sẽ gặt những cái quả rất là hạnh phúc, rất là an lạc, và những cái quả giống như mình đã gieo mấy anh chị. Rồi vẫn chỉ có bao nhiêu lời chia sẻ mấy anh chị ha, thì hy vọng là cái bài này có thể giúp được một số anh chị. Nhắn Vân, hỏi Vân. Ok, rồi chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp mấy anh chị vào cái video kỳ tới nhé, bye bye.